những sát thủ xiết gan bạn. Bạn sẽ không thể ngờ rằng những thói quen dưới đây lại khiến gan của bạn bị hủy hoại nghiêm trọng. Gan là một cơ quan quan trọng phụ trách tiêu hóa và trao đổi chất trong cơ thể. Mặc dù gan rất nhỏ bé, nhưng bị tổn thương cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Khi cơ thể bị căng thẳng, mệt mỏi, áp lực máu tăng cao, lượng máu lưu thông của gan cũng giảm mạnh, không đủ để duy trì hoạt động bình thường. Thức quá khuya, bạn sẽ bỏ qua các thời điểm từ 11 đến 1 giờ khuya, từ 1 đến 3 giờ sáng để gan có thể thanh lọc và giải độc cho cơ thể. Buổi sáng sau khi ngủ dậy, nếu bạn không nhanh chóng đi tiểu tiện, đem những độc tố cả một đêm kịp thời bài tiết ra ngoài, độc tố tích trữ trong cơ thể có thể gây ra trúng độc cho gan. Ngồi lâu không vận động sẽ làm cho hệ thống hoạt động của gan bị tắc nghẽn. Ăn uống quá nhiều, quá no sẽ gây áp lực cho dạ dày, dẫn đến gan nhiễm mỡ. Ăn ít rau quả là một trong những thói quen xấu gây ảnh hưởng không tốt đến gan. Bạn cần phải ăn nhiều trái cây tươi và rau quả để tăng cường khả năng giải độc của gan. Ăn nhiều đồ ngọt và mặn, gia vị như đường, muối, chất ngọt nhân tạo có thể thay đổi thành cholesterol không lành mạnh và chất béo trung tính, gây hại cho gan của bạn cũng như dẫn đến sự gia tăng men gan. Bỏ ăn sáng sẽ làm bạn mất đi nguồn năng lượng tốt và bền cho hoạt động của cả một ngày, còn làm cho gan bị tổn thương nghiêm trọng. Khi ăn đêm, gan sẽ có ít thời gian nghỉ ngơi hơn, tăng gánh nặng cho gan, thậm chí gây rối loạn chức năng gan. Ít ai ngờ rằng việc lạm dụng các loại thuốc mang lại cho gan nhiều tác hại bởi thành phần được tổng hợp từ hóa chất và các tác dụng phụ của thuốc. Thức ăn chế biến sẵn được cho thêm các chất phụ gia thực phẩm như chất bảo quản, phẩm màu, chất tạo ngọt, v.v. Những chất này cơ thể khó phân giải sẽ tăng gánh nặng giải độc cho gan, dẫn đến tổn thương gan. Theo một nghiên cứu khoa học của Mỹ phát hiện, ăn những thực phẩm chiên rán liên tục trong một tháng có thể dẫn đến sự thay đổi của gan một cách rõ rệt, gây nên những biến đổi về enzyme trong bệnh viêm gan. Ăn nhiều thịt. Chất béo có nguồn gốc động vật thường chứa các chất khó tiêu hóa. Vì vậy, khả năng phân giải của gan và thận đối với các chất này kém hơn rất nhiều so với các chất béo có nguồn gốc thực vật. Sự thiếu dinh dưỡng, ăn quá thiếu chất đạm, thiếu vitamin, sau đó dẫn đến xơ gan. Lười uống nước cũng là vô tình tự làm hại lá gan của mình đấy. Vậy nên, đừng bao giờ quên bổ sung nước cho cơ thể, ngay cả khi thời tiết lạnh. Nghiên cứu cho thấy, nếu mỗi ngày uống 250ml rượu hoặc nửa lít bia trong vòng 10 năm, có thể dẫn đến xơ gan. Trong thuốc lá, cũng có rất nhiều chất độc hại có thể làm giảm chức năng giải độc trong tế bào gan. Vì vậy, bỏ thuốc là cách hữu hiệu nhất để bảo vệ gan.